thì em có nhìn thấy hình ảnh của anh cùng với những người bạn ấy ở trên Facebook, và lúc đấy thì em thấy và anh ấy có hoàn cảnh giống mình ấy, một người có hoàn cảnh giống mình mà có cái nụ cười lạc quan ấy, có cái sức cuốn hút ấy. Nhưng mà trước khi hai vợ chồng tới được với nhau thì là có nhiều cái sợi dây liên kết, tức là cũng đã biết nhau trước đó rồi, rồi là có nhiều cái người kiểu như là giới thiệu đẩy đưa đấy, là biết nhau. Sau đấy thì là hai đứa có tương tác bài qua lại, rồi dần dần nhắn tin thì khi mà nhắn tin thì lại thấy gần gũi ạ. Thế là xong mới bắt đầu bảo là gặp mặt. Thì bọn em tự tính từ cái lúc mà gặp mặt đến khi cưới thời gian chưa đầy 3 tháng ạ. Riêng mình ấy, dù sớm hay muộn thì nhất định mình sẽ gặp được người ấy thôi ạ. Thế nên là hiện tại thì mình cứ sống thật tốt, vui vẻ, lạc quan, hãy luôn yêu đời này, rồi hãy trở mình thành một cái phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Rồi lúc đấy thì chắc chắn là mình sớm hay muộn thì mình sẽ gặp được một cái lửa của cuộc đời mình ạ. Có thể người khác nhìn bọn em là kiểu như là có thể là thiếu thốn hoặc khuyết tật, nhưng mà với chúng em thì nó lại là một cái điều, có nghĩa là mất cái sự mất mát này không phải là sự thiệt thòi, và đối với bọn em nó cũng có thể coi là một cái sự may mắn, và giúp cho bọn em có cơ duyên, rồi có cơ hội gặp gỡ và biết đến nhau. Bây giờ thì trở thành vợ chồng. Thực sự thì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, thì nói lời động viên thì khó mà nói. Thì chỉ biết rằng là bản thân cố gắng, thứ nhất là sống cho hiện tại, thứ hai là biết chấp nhận và vượt qua cái khó khăn. Hai người thì khi mà riêng lẻ thì là khuyết, nhưng mà ghép lại với nhau thì vừa tròn chỉnh một đôi á, trở thành hoàn hảo.